Thời điểm này, kết quả thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông tại Hà Nội đang được hơn 106.000 thí sinh ngóng đợi. Một số người có chuyên môn dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay sẽ tăng nhẹ do đề thi dễ thở hơn. Trong số hơn 106.000 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2022-2023, khoảng 40% em sẽ trượt xuất học trường công. Một số hiệu trường cho rằng đề thi các môn năm nay cơ bản, riêng ngữ văn phần nghị luận có độ khó hơn một chút so với năm ngoái. Tuy nhiên, lứa học sinh năm nay có thời gian học trực tuyến kéo dài, chỉ học trực tiếp chưa đến 3 tháng cuối năm, do đó mức điểm sẽ khó đoán hơn. Thông thường với mức độ đề như vậy, điểm chuẩn các trường sẽ tăng khoảng 1 đến 2 điểm, tùy trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào nhiều hay ít. Hà Nội dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn ngày 9 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết thí sinh xem điểm bài thi, điểm chuẩn trên cổng thông tin điện tử của sở Hà Nội edu vn số liên lạc điện tử và hệ thống hỗ trợ 1080. Tuy nhiên, với sự tích cực đẩy nhanh tiến độ trong các công đoạn chấm thi, kết quả thi có thể sẽ được công bố sớm hơn vài ngày so với kế hoạch.